Chiều qua, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thi hành lệnh khởi tố và bắt tạm giam thêm một đối tượng trong vụ án phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng. Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Văn Kỷ, sinh năm 1985, trụ tại xã Vinh Phủ, huyện Phủ Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Kỷ về tội danh đánh bạc, quy định tại điều 248 Bộ luật hình sự. Được biết Kỷ là một trong những người tham gia đánh bạc qua mạng internet trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Trương Minh Quang cầm đầu, với tổng số tiền đánh bạc qua mạng lên đến gần 100 tỷ đồng. Trước đó ngày mùng 5 tháng 3, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt bắt khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Trương Minh Quang, trụ tại thôn Nam Thường, xã Phú Thường, huyện Phú Vang cùng năm đối tượng khác trong vụ án. Tại đây, lực lượng công an tạm giữ số lượng lớn tiền vàng và những tài liệu chứng cứ liên quan. Hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.